Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món tàu hũ trứng. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Cake, G in the dance, dance, E in the egg, Hai quả trứng gà ta đánh tan hòa cùng với một muỗng canh nước mắm. Tiếp đến, cho khoảng 150ml nước vào quậy tan. Chúng ta lược trứng qua rây để khi hấp trứng được mịn. Đợi nước sôi, chúng ta cho chén trứng vào hấp cách thủy. Hấp khoảng 20 phút là trứng chín. Box, white and yellow, yellow,
dun 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 Tàu hũ trứng là một món ăn quen thuộc, rất được trẻ em yêu thích. Sau khi trứng chín, chúng ta cho một ít hành lá sắc mình lên trên, rắc một ít tiêu và khoảng một muỗng cà phê dầu ăn. Chúc tất cả mọi người làm món tàu hũ trứng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo.